nhóm bị chụp xe. Chụp xe chỗ này khô sao chịu chảy. Chào tất cả mọi người. Có một cái bãi là người ta đặt là bãi tắm sinh thái Đá Hàn thuộc huyện Bắc Bình, nằm trên một cái tuyến đường sỏi đi vô, cách quốc lộ 1A khoảng tầm mười mấy cây số. Cắm đốt lửa trên nền đập. Suối và cái thác mang cái tên Đá Hàn này nè, còn hoang sơ lắm các bạn. Bên kia có một số du khách người ta đang chơi, người ta tắm, thì có một cái chỗ kia chảy xuống là đẹp, chảy xuống dưới đây chỗ nhóm của mình đang ngồi chảy ngang chỗ nãy giờ. Chỗ này là có một cái dãy đá chảy, nghe cái tiếng suối nó chảy rất là hay. Suối nè các bạn, bây giờ mình sẽ bước qua suối nè. Chỗ này rất là dễ trượt. Cái chân của mình nước này. Cái suối cái này một cái mùa mưa nước nó đục ha. Mùa mưa nước nó đục. Nước nó trên nguồn nó xuống nó đục. Trên kia có cái thác, một cái bì gì của người ta trắng sình. Cái mùa khô nước nó chảy thì còn có cát, cái mùa này nó sình không. Sao lội xuống nó trượt. Chắc là chỗ này là còn hoang sơ ha. Không, quá hồ sơ luôn á. Người dân người ta đặt cái bảng là phải tắm thì suối mà tắm thì nước nó cái mùa nắng nước nó trong lắm. Đúng rồi, đây chùm này mới ngon đây. Chùm đẹp. Lấy cảnh luôn. Các bạn thấy nước xuống chảy không? Người dân địa phương ở đây nói là cái mùa nắng nước rất là trong. Cái cây này pin nó yếu mất tiêu rồi. Cái máy này sao tự nhiên yếu pin không ơi? Pin nó bị yếu. Xài cái này đỡ. Lấy bị ai?
cái này dưới quay cái này, cái này quay rõ lắm á. Đẹp hơn nữa, cái đó không có đẹp đâu. Hello. Hello everyone. Trang bị công nghệ cao cấp á. Hello everyone. Cây đã chảy nước rồi, quay cái đó điện còn cái nhiên ở trên kia nó có cái một cái đập cái đập râu cái gờ cái đập râu gờ ha đâu nó không có tự nhiên nữa lạnh không không lạnh mà hay nói lạnh chứ mình cảm giác cái lạnh thôi lạnh mấy cho nó vui chơi vậy thôi chứ đâu có lạnh tao được chỗ này có lạnh đâu mày ở đây kêu đá trường sinh mà lạnh là không lạnh mày mới mày cảm giác lạnh lắm chứ đúng không đủ sao lạnh hay cái đá này lạnh ở nhà bi bỏ đá không chịu uống ra đây cũng bị lọc. Mình nhắn được cái đó. Đây nè, anh đã quay cho phụ nữ, mình nói ưu tiên phụ nữ là như này nè. Đó. Đàn ông là mình cái nào cũng được nhưng phụ nữ là đặc biệt đó. Ủa đó hai phụ nữ một phụ nữ. Bật cho luôn bật. Bữa nào anh lên đây nữa. À, chỗ dưới nó hết pin luôn ơi. À lên đây đây, alo em lúc nào cũng có. Cái của mình quay phim mấy bữa giờ này nó hết pin rồi. Ẩm nó qua, trơn nó ẩm nó qua. Ẩm nó qua. Cái gì giống như trời ơi xình không à, té đâu rồi xình xình không. Đây đây. Ở chỗ này. Nắm tay. Rồi, trở lên. Rồi, ngồi chỗ nào ngồi im nha. Đừng có sẵn sàng chợt á. Không, không. Nó cao quá, chụp nó không có đẹp. Cao quá, là mình nói nó không có hình. Cuốn cây này nó mới có tặng cái hình. Nó cao cao hơn rồi cao hơn được cho nó đẹp. Đứng cái này đây. Cái này đây. Lâu kiểu ai làm miếng rồi. Đang okay, vô luôn. Hôm nay ngày chủ nhật mấy anh em mình quẩy bữa ha. À. Chiều. À, ăn mồi nhiệt tình cái này là có được rồi. Mà năm bảy mày mày để tắt đây. Đó, mặc đây. Mồi hồi nãy ở nhà có nhiều giờ đem đem lên đây. Giờ này có quay được. Đó, đấy, này là mình đi chơi dân giả mà khám phá rồi chơi dân giả này được. Này nó lắm. À đã đã, cái này đi ra. Lấy dùng chấm đường đũa mà không cho bóc luôn à. Uống bia Tiger mà không lạnh luôn. Uống lắp xe luôn. Ba mươi năm mấy năm tới đây là tới quay lại. À mới tới nó chẳng là nó rỉ. Trời ơi, ta trồng lan, ta nhờ cái khúc đó là quăng cái khúc đó là còn tệ hơn mấy trồng lan nữa. Cái đó trồng lan hả? Ờ, nghĩ sao? Tôi hẹn qua tỉnh hơi chay với gỡ đó, dắt về lan trồng là bữa đây là... Khúc cây đó hả? Khúc cây đó trồng, ghép lan á. Có sao anh có tầm cỡ gì về trồng lan không chứ? Thoải mái đi, đi qua đây ngồi này, thoải mái xuống. Hôm qua đường này là cái đạn guitar em nằm bên đó. Em hai cây, một cây ở nhà, một cây người ta mượn này là biết chơi lên guitar lên em mình chơi lúc sờ ben luôn. Mày ngồi trên nó cái hình nó bự quá, nó khó coi. À, con lấy hết luôn chứ, hai còn nước á. Tôi là anh ngồi lại em lại khó coi chứ té xe cái tội quá. Giờ mày chụp hết toàn cảnh anh em
Nãy giờ mình chụp riêng, giờ chụp hết người đi. Dương quay hết rồi, nó được. Lại riêng của anh nhớ, kỷ niệm riêng của anh nhớ. Cái này tôi mà đây chính em cắt cho hai chồng em lại mấy anh em một chấm để chung chung chung. Hả? Chụp mấy anh em. Là chụp chung chưa? Chưa. Đây 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 là anh chụp chung với tụi nó riêng mà. Bây giờ chụp từ ngoại cảnh. Giờ mình chụp ồ đây em có lấy theo hoàn toàn hai đây em dựng dưới thì em thấy vậy là em thấy chị mới làm phố mà chứ mai là chị cổ đâu thấy cái nào đẹp là muốt rồi. Cơ xuống em quay mặt. Chỗ này còn hoang sơ là mấy anh em đó, lâu lâu tới là mấy anh em nó hứng khởi ghê lắm nè. Chẳng không có thời gian đấy rồi chơi lâu. Sáng đi chiều về nó còn hơn. Quá gặp lại uống ly coi. Thôi bữa nào lên lại ha. Bữa nào hẹn các bạn lên lại nha. Tẹp 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 đông đông đi. Giờ tạm chia tay đi. Chia tay đi, bữa nào gặp lại. Gặp lại bà bị. Ở bị đi, bỏ đét phải không? Bỏ đét. Bỏ vô đá sỏi á. Bỏ đó là anh bỏ giúp mình.